Sáng nay, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Trần Chí Cường đã có buổi tiếp Đại sứ các tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất UAE tại Việt Nam Basde al Trussi nhân chuyến thăm và làm việc tại Đà Nẵng. Tại buổi tiếp, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Trần Chí Cường vui mừng chào đón Ngài Đại sứ đến thăm Đà Nẵng và thông tin khái quát về thành phố, nhất là ưu tiên đầu tư về trung tâm tài chính, công nghiệp công nghệ cao, dịch vụ du lịch, cảng biển, mong muốn ngài đại sứ làm cầu nối giới thiệu quảng bá điểm đến tiềm năng của đà nẵng đến các doanh nghiệp người dân uae đến đầu tư du lịch đồng thời hỗ trợ xúc tiến đường bay thẳng từ đà nẵng đến uae hỗ trợ chia sẻ kinh nghiệm về tổ chức và vận hành trung tâm tài chính quốc tế thúc đẩy các hoạt động hữu nghị hợp tác giao lưu văn hóa giữa việt nam uae nói chung và với đà nẵng nói riêng Đại sứ UAE tại Việt Nam Basder al bày tỏ vui mừng về mối quan hệ tốt đẹp giữa UAE và Việt Nam, đồng thời ấn tượng về vẻ đẹp của Đà Nẵng và sự thân thiện của người dân thành phố. Đánh giá tiềm năng hợp tác là rất lớn, nhất là dịch vụ du lịch năng lượng. Ngài đại sứ mong muốn thành phố có nhiều hoạt động quảng bá xúc tiến đầu tư và khẳng định sẽ giới thiệu để các nhà đầu tư cũng như người dân UAE đến với Đà Nẵng để du lịch và tìm kiếm cơ hội đầu tư.